mọi người nha. Ui dồi, hải miếng to thế. Ngon anh em ạ. Ngon không? Ngon. Đây này, xem mật của nó nào. Cảm giác nào? Ngon. Ngọt không? Ngọt. Chua không? Không. Đây mình thử cho mọi người nha. Đây mời tất cả các bác nha. Ui rồi, đâu. Chào tất cả các bác nha. Cảm ơn các bác đã đến với video đầu tiên trên kênh của mình nhé. Hôm nay bọn mình đi cuốc hố để chôn phân, bón phân cà phê. Đấy. Thì đang cuốc đi thì có gặp một tổ ong ruồi nhé mọi người nhé. Một tổ ong ruồi rất là to bên kia kìa. Đấy, mình vừa đang nghỉ ngơi một chút xong là lát nữa mình sẽ quay cái tổ ong ruồi và lấy tổ ong ruồi cho mọi người xem nhé. Cái tổ ong này chắc chắn là nhiều mật rồi mọi người ạ. Mình nhìn ngoài vào là mình biết là nó nhiều mật rồi. Đấy, ở bên kia. Đấy, mình sẽ đi quay cho mọi người xem nhé. Đây bên kia nhé mọi người nha. Đây đi xem ạ. Ui dồi. Kìa các bạn ạ. Xin nhớ. Lạc mất chỗ rồi mọi người ơi. Đây rồi. Đó kìa. Đâu đi xem nhé mọi người nhé. Ôi đây này. Đây là mọi người này, thấy không? Đây tổ này quá nhiều mật luôn này. Đây. Mình zoom lên cho bạn xem nhé. Đây. Đây là cái chỗ mầm to to dày dày là mật mật không các mọi người nhé. Đấy toàn mật đấy. Đây còn phần bên dưới này là chỉ là ấy thôi. Con nhộng của nó thôi. Lắc lên cho anh em xem một tí. Đây. Ôi dồi. Đốt 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 đốt. Đấy bay rồi đấy. Con làm nó kia hết luôn thế. Đây có lẽ là tổ ong ruồi to nhất ở đây rồi. Khu vực chỗ mình ở đây là tổ này chắc to nhất rồi. Đấy bây giờ đang nghiên cứu lấy, không biết lấy kiểu gì. Đây nha các bạn nhé. Trang bị để lấy tổ ong ruồi nhá, căng chưa? Đây này. Nhưng mà cái này là nguy cơ vẫn sẽ, nó sẽ vẫn sẽ đốt bình thường cái này. Nhưng mà chỉ đỡ được một phần nào thôi nhá các bác nhá. Đây, lần đầu tiên là lấy tổ ong ruồi đấy. Ok, và bây giờ mình sẽ quay lấy cận cảnh cho mọi người xem luôn nhá. Đây. Đây không biết là có lấy được không nữa. Để xem người nhá, dùng thử nhá. Ấy, ấy. Sợ chưa? Nó lao vào ác chơi này. Ui, ui. Nó vẫn tốt đây mọi người này. Đây này. Đây này. Vẫn đốt được ấy chứ. Căng hết. Thank you.
Đây này. Úi dồi ôi, sướng chưa? Cắn chưa đây các bác ơi? Cái này mà nó đốt cho thì thôi rồi con ong. Đây, hạ nó xuống thấp đây. Cắn cua thì ngon nha. Để nó bâu vào máy không ạ? Đây mật này vai. Đây mật to chưa? Đây. Đây là mật của nó cao chưa? Đây, to bằng ngắm tay luôn mọi người ạ. Dùng nó để nó chạy hết đi thôi. Đấy nhá, bây giờ mình sẽ để máy quay đấy và mình sẽ lấy tổ ong chuối nhá mọi người nhá. Đây mọi người ơi, đấy mình nhá. Đấy nhá các bác nhá. Vừa lấy xong rồi này. Đây. Đây cả cái cụm này là toàn mật không ấy nhá mọi người nhá. Đây này. Còn chỗ này là nhộng của nó đây này. Tổ vàng hoe luôn. Vàng ươm luôn đây này. Nó đẹp luôn. Đây. Xem mật của nó nhá mọi người nhá. To bằng cái nắm tay của mình luôn nhé mọi người. Đấy. Thì mình khiêu mật ra cho bạn xem nhé. Đây này. Đây. Mật sướng chưa? Đấy. Đây. Quá ngon mọi người ạ. Cắt cơn thử xem nào. Anh Thiên, cắn một miếng đi. Ngọt lắm. À,
làm miếng xem nào. Mời mọi người nha. Úi dồi ôi, làm miếng to thế. Ngon anh em ạ. Khó không? Ngon. Đây này, xem mật của nó nào. Úi, đây này. Đâu? Cảm giác nào? Ngon. Ngọt không? Ngọt. Chua không? Không. Đây mình thử cho mọi người nhá. Đây mời tất cả các bác nhá. Ui rồi, đâu? Đây này. Đây, mà đây ui rồi. Đây hết rồi. Chua. Nó ngọt. Đây cho bố mình thử một miếng đi. Ăn rộng thôi. Ăn rộng nó mới ngon này. Ăn nhộng chấm với ngon với nhà. Bố mình ăn nhộng nó chấm với mật đây này. Chấm mật nó ra. Ngon lắm. Đây này. Mật nó cũng chẳng ăn được nhiều đâu mọi người ạ. Mỗi người một miếng thôi. Đây này. Vừa phải cho vào túi cơ, không cho vào túi thì lát nữa thì mật nó thì rơi ra hết. Trời nóng cái này thì chảy mật ra hết đây mà em. Đây này, mật nó rơi hết đây này. Tí thế nhỉ. Đâu? Nào nào. Để lấy cái này hướng lấy mật nó có tí về ăn không hết. Đấy. Đây. Đây toàn bộ mật này mọi người này. Mật không đây này. Quần nó sắp ra. Để này cơ. Đấy. Cái này cắt đây chứ gì? Thì như thế cũng hợp lý phết đấy nhỉ. Cắt này thôi. Mổ tắt đi là mổ. Cắt xe buýt. Mổ tắt đúng cái tải nữa. Bẻ lấy cũng được mà. Một thân em mới cảm ơn. Ok rồi. Đây chỉ ăn được mỗi người một miếng bé rồi mọi người ạ. Ăn nó ngán nhanh lắm. Mật con này. Ăn thì ăn không ăn thì cái này để thôi. Này để về để và tủ ăn dần, tủ mát ăn dần. Cái này thì phải pha nước ra uống. Đây đặc xịt luôn mọi người ạ. Mật đỏ chót luôn. Cái này đun nước nóng lên xong là bắt đầu pha uống ngọt hơn cả nước ngọt. Đây. Định làm miếng đấy nhưng mà không thể ăn được nữa. Rồi mình kết thúc video của mình ở đây nhé mọi người nhé. Mọi người xem video thì nhớ like video và chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh để xem nhiều video trên kênh của mình nhé mọi người nhé. Rất mong mọi người ủng hộ kênh mình rất là nhiều nhé. Cảm ơn mọi người. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé.